Mình xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình Bích Tạng 02MK. Mình rất vui hôm nay lại được gặp các bạn. Mình chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống các bạn nhé. Và hôm nay đến với các bạn, mình tiếp tục hướng dẫn các bạn một bài dành cho dưỡng sinh Thái Cực Công Phu Phiến 56 thức với quạt đơn các bạn nhé. Và trước khi vào bài tập thì các bạn nhớ vận động cho mình lâu hơn một chút để các xương khớp của các bạn nó nặng, được ra các bạn đi các thế nó mới không bị đau các bạn nhé. Và các bạn lưu ý là tập đóng 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 thật nhiều, lúc các bạn cầm quạt là các bạn tập vặt để cho nó thuần thục các bạn nhé. Và điều thứ ba nữa là các bạn lưu ý cho mình một lần nữa là các bạn quạt thì quạt đi võ mới đi quyền thì nó có hai đều phần được hai mặt các bạn nhé. Mặt có loại thì nó trơn và có loại thì nó không hình con rồng như này, là mặt này là mặt có gân. Thì các bạn tập tập thể các bạn thích mặt trơn mà nó có gân ra ngoài cũng được, hoặc mặt này cũng được, thì các bạn thống nhất với nhau trước khi để tập. Không lúc các bạn vào bài để các bạn quay thì người thì cần chiều này và người thì cần chiều này các bạn nhé, thì nó sẽ không đẹp. Và nếu các bạn đi làm đây thì các bạn đấy, cái quạt như này các bạn thu vào, cứ để bên này các bạn thu vào và các bạn lắng này các bạn nhé. Và không để các bạn chờ lâu, chúng ta bắt đầu vào bài. Bài này nó gồm có 56 chiêu thức. Các bạn là mình sẽ chia làm nhiều phần theo yêu cầu của các bạn và tập thật chậm để các bạn đi theo. Thì hôm nay mình sẽ đi phần 1 các bạn nhé. Chúng ta đi chiêu thức thứ nhất, nó có một nhịp. Các bạn ngang hai tay và các bạn đưa vào tay phải ở trong, tay trái ở ngoài, các bạn bút vào cho mình nhé. Một này, các bạn thu vào, nó có một nhịp các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sang chiêu thứ hai, các bạn hạ hai chân và các bạn đưa sang, các bạn nhìn sang bên phải. Chiêu thức thứ hai, một nhịp, một nhịp thứ nhất này. Nhịp thứ hai các bạn bước gót chân trái và chúng ta đẩy hai tay ra. Nhịp thứ ba các bạn hạ mũi chân trái tay và các bạn đưa lên tay quạt chúng ta dựng như này các bạn nhé. Nhịp thứ tư chúng ta đưa tay chúng ta vòng lên, chúng ta đưa chân trái lên, chân phải lên, đặt mũi chân và chúng ta đặt tay ở đây. Mình làm hạ đang ở chiêu thức thứ nhất. Thứ hai, một quay sang phải này, hai đặt gót chân trái, ba hai đẩy tay lên này, ba các bạn hạ mũi chân trái, đưa tay trái lên, và bốn là chúng ta vòng quạt, đưa chân phải lên chống mũi và tay chúng ta đặt vào đây. Ở tư thế này ta đi chiêu thứ ba cũng bốn nhịp các bạn. Một, hai các bạn rộng xuống, ba chúng ta quay phải, đưa hai tay tay phải đưa chóp xuống, tay trái chúng ta nắm hở và chân trái chúng ta chống các bạn nhé. Và bốn là chúng ta đưa bốn, thì tay bên này chúng ta lật trở lại các bạn nhé, lật ngửa trở lại, tay chúng ta đưa vòng sang chúng ta lật và tay bên này chúng ta co chân lên và chúng ta tập quạt các bạn nhé. Mình làm lại này, đây chiêu thứ ba này. Một, hai, ba, mình quay lại. Các bạn đưa tay ra ngang, đưa vào trước mặt. Một, chiêu thứ hai, hạ gối quay sang phải. Một, hai, đẩy tay, ba, bốn, chiêu thứ ba,
một, hai, ba, bốn, đây là ba, một, đưa vào, chiêu thứ hai, một, hai, ba, bốn, chiêu thứ ba, một, hai, ba, bây giờ mình sang chiêu thứ tư các bạn, đang ở tư thế này, đây, chúng ta hạ chân trái xuống, một, hai, ba, bốn, chúng ta đi chiêu thứ năm, một, hai, ba, bốn, và chúng ta ngồi lại như vậy nhé, ngồi lại, chúng ta đi chiêu thứ sáu này, một, hai, ba, các bạn đang đang tư thế thứ ba, các bạn buông tay ra này, bốn, mình đi lại nhé các bạn nhé, đây, chiêu thức số ba này, bốn là các bạn hạ này, một, hai này, chúng ta đang này, chúng ta đưa ra hai, ba, và bốn, chiêu thức số năm, một, hai, ba, bốn, và chúng ta lùi vào đi chiêu sáu, một, hai, ba, bốn, bây giờ mình sẽ quay lại, đây, chiêu thức số ba này, đi chiêu thức số bốn, bốn nhịp, một, các bạn đang nghe, hai, ba, chúng ta tay vuông các bạn nhé, và đặt ngang, bốn, chiêu thức số năm, một, đặt quạt, úp quạt xuống này, một này, hai, ba, chúng ta đặt gót, và bốn, chúng ta đẩy quạt, mình ngồi lại đi chiêu số sáu, một, hai, chúng ta dựng mà tay chúng ta đặt đây, đưa sang này, ba, và bốn, mình làm lại, đang chiêu thức số ba, sang bốn này, bốn nhịp, một, hai, ba, bốn, sang chiêu thứ năm, bốn nhịp, một, hai, ba, bốn, chúng ta đẩy qua tiếng phía trước, chúng ta ngồi ra, các bạn cứ tập tiếp nhé, để xem mình chặt mà thì mình đi thế ngồi thôi, các bạn sang câu số 6, chiêu thứ 6, bốn nhịp, một, hai, các bạn đưa sang, xoay quật, ba, và bốn, đấy các bạn đi trên này số này, và chúng bây giờ mình đi lại để sang câu, các bạn đi sang câu số 7 nhé, đây chúng ta đang ở số 6 đây, số 6 các bạn giơ chân như này, và bây giờ số 6 này các bạn đi sang chân số 7 này, một, hai, câu này có ba nhịp các bạn nhé, và các bạn đưa lên,
Số 7. Các bạn đang đứng. Chiêu thố số 6, các bạn đưa chân ra. Các bạn như này, các bạn đưa chân ra này. Số 7 này. Xoay mũi chân 1 này. 2. Và chúng ta đưa chân lên. 3 đây. Đấy. Và chúng ta đi không? Chúng ta đang ở thứ 7 này nhá. Chúng ta vuốt tay này. 8. Câu thứ 8, 1. 2. 2 chúng ta nhìn. 3 chúng ta nhìn sang. Và 4 chúng ta tay lên, chúng ta co này. Chúng ta co chân về. Câu số 9 luôn. 1. 2 chúng ta úp tay vào đây, 2 này. Và chúng ta xoay người. 4. Mình đi lại cái câu 7 nhé. Đây. Tám này. 1. 2. 3. Và chúng ta ngang tay này. Câu 9 này. 1. Chúng ta ổn tay xuống. 2. 3. 4. Bây giờ mình quay nhà này nhá các bạn này. Với số 7 này. 8 này. 1. 2. 3. Các bạn co tay. 4. Câu số 9. 1. 2. 3. 4. Mình đi lại. Câu số 7. 8 này. 1. 2. 3. Câu số 9. 1. 2. 3. 4. Bây giờ mình là đi cùng hướng các bạn nhé. Bắt đầu ạ. Đưa ra. Đưa vào là 1. Chiêu thứ 2. 1. 2. 3. 4. Chiêu thứ 3. 1. 2. 3. Chiêu thứ 4. 1. 2. 3. 4. Chiêu thứ 5. 1. 2. 3. 4. Chúng ta đi chiêu thứ 6. 1. 2. 3. 4 mà các bạn đưa ra. Chiêu thứ 7. 1. 2. Chiêu số 8. 1. 2. 3. Chiêu số 9. 1. 2. 3. 4. Mình làm lại lần nữa. Các bạn đưa ra. 1. Chiêu thứ 2. 1. 2. 3. 4. Chiêu thứ 3. 1. 2. 3. 4 này nha các bạn nhé. Chiêu thứ 4. 1. 2. 3. 4. Và chúng ta dịch vào chiêu thứ 5 này. 1. 2. 3.
4. Bây giờ chúng ta chia số 6. 1 2 chúng ta đưa lên 3 4 7 này. 1 2 chia số 8. 1 2 3 chia số 9. 1 2 3 4. Bây giờ mình quay lại đằng trước để mình đi cùng hướng với các bạn. À, đi cho các bạn nhìn ở trước. Các bạn ngang tay, chúng ta đưa vào 1 này, chia số 2. 1 2 các bạn đẩy tay ra. 3 này. Và 4. Chia thứ 3. 1 2 3 và chúng ta đưa vào lên. Chia thứ 4. 1 2 3 4. Chia thứ 5 này. 1 2 3 4. Chia thứ 6. 1 2 bạn đưa lên 3 4. Chia thứ 7. 1 2 chia thứ 8. 1 2 3 chia thứ 9. 1 2 3 4. Thế là hôm nay mình đã đi hết phần 1, 9 chiêu, gồm 9 chiêu các bạn nhé. Các bạn nào cố gắng đi thật thuần thục từng chiêu một và các bạn ghép từ 1 đến 9 cho mình. Và các bạn sẽ đón xem video thứ 2 của mình, tập phần 2 các bạn nhé. Và mình rất mong được sự đóng góp ý kiến của các bạn comment ở phía dưới và bình luận để mình biết và mình tiếp thu cho những video tiếp theo. Và nếu là người mới thì bạn nhớ like kênh, ấn đăng ký kênh và chia sẻ bài ủng hộ mình các bạn nhé. Và một lần nữa, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mình xin chào.